Theo thống kê của Vama thì thời gian gần đây lượng xe bán tải bán ra thị trường tại Việt Nam khá là lớn, một con số có thể nói là kinh ngạc từ trước cho đến nay. Và có thể thấy rằng người tiêu dùng đã dành cái sự ưu ái của mình cho dòng xe bán tải này rất nhiều, không chỉ bởi thuế rẻ, không chỉ bởi là rất nhiều mẫu mã đẹp mắt cùng với trang thiết bị cải tiến rất nhiều ở trên những dòng bán tải. Thế nhưng cũng có rất nhiều người quan tâm đến dòng xe này nhưng nhu cầu của họ lại chỉ đi trong thành phố thôi, đi phượt hay là đi du lịch rất là ít. Thì họ có gửi thư về cho chúng tôi phân vân rằng liệu nhu cầu đi trong thành phố nhiều thì có nên chọn dòng xe bán tải này hay không. Và ngày hôm nay chương trình Xe Hay sẽ dùng một chiếc xe bán tải để trải nghiệm trong thành phố xem là ưu và nhược điểm của dòng xe bán tải khi vận hành trong thành phố như thế nào. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu. Vâng, và ngày hôm nay thì chương trình Xe Hay đã mượn một chiếc xe Ford Ranger để trải nghiệm đoạn đường trong nội đô thành phố với một chiếc xe bán tải. Trước tiên thì chúng ta hãy nói đến ưu điểm của chiếc Ford Ranger này về mặt nội thất. Khi mà ngồi ở vị trí này thì bạn sẽ cảm nhận ngay là nó không phải đơn giản, rẻ tiền như những cái gì mà chúng ta hình dung là xe bán tải hay xe tải. Nhìn nó vẫn rất là sang trọng, tiện nghi như những dòng SUV cao cấp đắt tiền vậy. Vẫn bọc da, vẫn có màn hình cảm ứng, vẫn rất là nhiều nút chức năng ở trên vô lăng và rất nhiều những tính năng ở trên xe. Tuy nhiên cũng có một chút hạn chế nho nhỏ đối với những dòng xe bán tải nói chung, đó chính là hàng ghế phía sau. Cho dù ngày nay nó đã rất là rộng rồi trong một chiếc xe bán tải, nhưng nếu mà so với những chiếc xe sedan hay so với những chiếc xe SUV thì nó vẫn có một chút gì đó hạn chế. Đặc biệt là phần lưng nó sẽ không ngả nhiều được về phía sau mà nó sẽ hơi thẳng một chút. Nếu như chúng ta phải di chuyển trên những chặng đường thật là dài thì rõ ràng là nó sẽ không thực sự thoải mái. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta chỉ di chuyển trong nội đô thành phố thôi, những đoạn đường ngắn thôi, thì có lẽ ngồi ở hàng ghế đằng sau vẫn, tôi nghĩ vẫn rất là thoải mái. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng di chuyển. Ưu điểm khi mà chúng ta đi dòng xe bán tải này trong nội đô thành phố, bạn có thể thấy ngay, đó chính là xe này gầm cao, bạn không phải sợ những cái ổ gà. Hoặc là bạn đi về nhà, bạn có thể dễ dàng lao lên vỉa hè, rất đơn giản. Tuy nhiên, vì chính là xe bán tải, xe gầm cao, cho nên là khi mà bạn đi trong thành phố, đặc biệt là khi đi ít người, 1, 2 người, 3 người ở trên xe, thì nó sẽ hơi bị cứng một chút, nó không có độ êm ái như những dòng xe sedan hay là những dòng xe SUV bình thường. Bởi vì nó là xe bán tải, nó phải chở hàng, lúc đó đi vào ổ gà nó mới êm được. Còn nếu như tôi đang đi một mình ở vị trí này, bạn đi vào ổ gà, bạn sẽ có cảm giác nó hơi cứng cứng một chút. Đấy chính là nhược điểm của xe bán tải nếu như bạn không tải. Còn một điều nữa, đó chính là nếu như chúng ta đi ở đường trường thì động cơ dầu diesel khá là êm, đặc biệt là trên dòng Ford Ranger này. Tuy nhiên, hầu hết những chiếc xe bán tải đều sử dụng dầu diesel khi chạy trong nội đô thành phố đều phát ra một tiếng kêu rất đặc trưng của động cơ dầu. Nhất là khi đi vào những con phố nhỏ, bạn sẽ nghe khá rõ tiếng động cơ. Nó không thể êm được như những chiếc xe chạy động cơ xăng. Và với một chiếc xe bán tải, thông thường thì thể tích xi lanh của động cơ sẽ lớn, 2.2, 3.2, 3.0, 2.8, vân vân. Lượng tiêu thụ nhiên liệu nếu đi trong nội đô thành phố rõ ràng là sẽ tốn hơn so với những chiếc xe có thể tích xi lanh nhỏ hơn như sedan hay là SUV, vân vân. Tuy nhiên, chạy máy dầu cũng là một cách tiết kiệm, bởi vì máy dầu rất khỏe và tiết kiệm như chúng ta đã biết. Khi đi trong những đoạn đường đông, vâng, có lẽ ai cũng sẽ phải nói đến cái vấn đề này. Với những dòng xe bán tải rất ngại, nhìn thôi là đã thấy cồng kềnh, to, dài. Chắc chắn rồi, đi trong những đoạn đường đông đúc rồi là tắc đường, ngõ hẹp thì chúng ta rất khó để xoay sở.
không thể nào ưu việt được như những dòng xe sedan nhỏ gọn hay những dòng SUV nhỏ gọn. Tất nhiên, nếu mà đo chính xác ra thì chiếc xe bán tải, ví dụ như là Ford Ranger, nó cũng chỉ dài hơn những chiếc SUV một chút xíu thôi, hay dài hơn một chiếc xe Innova một chút xíu thôi, cũng không phải là quá dài. Chẳng qua là cái mắt chúng ta nhìn vào, nó đem đến cái cảm giác là chiếc xe dài, cho nên là chúng ta sẽ sợ hơn là đi trong thành phố. Tuy nhiên, cũng có một ưu điểm, đó chính là với một chiếc xe dài to như thế này, nhưng lại được trang bị cảm biến đằng trước, cảm biến đằng sau, camera lùi, những cái tiện ích đó sẽ hỗ trợ cho người lái cực kỳ nhiều, để giúp người lái có thể đi an toàn hơn, thoải mái hơn, đặc biệt là trong những chỗ đông người tắc đường hay là những con ngõ hẹp. Tuy nhiên, cũng có một số dòng xe bán tải không có những cái chức năng đó thì cũng sẽ rất là thiệt thòi. Chính vì thế mà nếu như các bạn yêu dòng xe bán tải và muốn mua dòng xe bán tải thì các bạn hãy mua những chiếc xe có những cái tính năng đó, hoặc nếu không thì cũng hãy trang bị cho chiếc xe bán tải những tính năng đó để đảm bảo an toàn khi vận hành trong những con phố đông đúc. Như các bạn đã biết thì hầu hết những dòng xe bán tải đều được sử dụng vô lăng trợ lực dầu. Vô lăng trợ lực thủy lực dầu, nó đem đến cho cái người lái cái cảm giác rất là khỏe mạnh, thể thao, cảm giác rất là thật. Đặc biệt là đi những cung đường off-road hay những cung đường trường, đường xa, cảm giác đầm chắc của vô lăng trợ lực dầu, nó đem đến cảm giác an toàn cho người lái. Tuy nhiên, khi mà chúng ta phải đi trong thành phố, như tôi đã nói, là những đoạn đường đông đúc chật chội, thì thực sự là vô lăng trợ lực dầu khá nặng. Nó sẽ đem đến cái cảm giác mệt mỏi nếu như chúng ta phải vần vô lăng trong một quãng thời gian dài tắc đường. Chính vì thế mà có lẽ chiếc Ford Ranger này đã được trang bị hệ thống vô lăng trợ lực điện. Nó đã giúp cho cái việc mà vần vô lăng liên tục chỗ đông người hay là tắc đường, nó cảm giác nó nhẹ nhàng, nó thư giãn hơn bao giờ hết. Ví dụ như lúc này, thậm chí tôi có thể đặt hai ngón tay lên vô lăng, tôi vẫn có thể đánh lái. Vâng, hầu hết những vô lăng trợ lực điện đều có thể làm được điều này. Thế nhưng chắc chắn một điều rằng, nếu như vô lăng trợ lực dầu, bạn không thể làm được điều đó. Và nếu như phải vần vô lăng liên tục thì ôi thôi, thật là mỏi tay. Và bây giờ thì tôi sẽ đến một cái đoạn đường rất là khó, một tòa nhà thì đúng hơn, để kiểm tra xem là với một chiếc xe dài như thế này thì nó đi vào nó có dễ dàng hay không. Vâng, trước mặt chúng ta, ngay phía bên đường bên kia, chính là tòa nhà Lotte ở đường Nguyễn Chí Thanh. Vâng, như vậy các bạn có thể thấy là đi vào trong hầm đã rất là tối rồi. Ở trước mặt, đoạn đường rất là khó đi, nhỏ. Nhưng đấy mới chỉ là đoạn rất dễ của căn hầm này thôi. Nó thậm chí còn nhỏ hơn những cái đường thử bằng lái xe ô tô ngày xưa mà tôi từng thi. Wow, rất nhỏ. Các bạn có thể nghe thấy tiếng cảm biến kêu liên tục, bởi vì đầu xe của chúng ta đã quá sát tường rồi. Wow, phải rất giòn rén. Chúng ta vẫn đi qua một cách đơn giản. Tất nhiên, rất giòn rén, nếu không là sẽ va vào tường ngay. Đường xuống cực kỳ nhỏ. Vâng, cuối cùng thì chúng ta cũng đã xuống hầm thành công. Bây giờ thì tôi sẽ thử lùi một chiếc xe to và dài công kênh như thế này vào điểm đỗ, xem có dễ không. Các bạn có thể nhìn thấy màn hình camera hiển thị khá là rõ ràng. Chỗ đỗ ở đây cực kỳ hẹp luôn.
Rõ ràng là lùi một chiếc xe to và dài như thế này là một điều không hề hứng thú một chút nào cả. Nhưng cũng rất may là đã có cảm biến lùi và camera lùi. Vâng, như vậy là chúng ta đã lùi thành công, được vào điểm đỗ của tòa nhà này. Khá là đơn giản. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra luôn. Và đường ra cũng không phải là đơn giản, thậm chí nó còn khó khăn hơn đường vào. Tôi sẽ xin nhàn. Vâng, góc cua rất là hẹp. Bất kể khi nào chúng ta đi vào góc cua ở căn hầm này thì cảm biến đều kêu. Nó cho thấy rằng những khúc cua ở đây vô cùng là nhỏ, hẹp. Đây mới là đoạn khó. Chúng ta phải cua ngoắt 180 độ. Tôi sẽ đánh lái thật là rộng ra. Wow. Cảm giác còn khó hơn cả khi chúng ta đi thử lấy bằng lái xe. Và các bạn có thể nhìn thấy rằng ở phía tường kia có rất nhiều vết va quệt do những chiếc ô tô lái không chính xác và để quệt vào. Các bạn có thể thấy cảm biến ở ngay đây. Wow. Khi mà đánh lái góc cua rộng hết mức ra thì chúng ta đã vượt qua được đoạn này. Nhưng rõ ràng là những cái vết xước ở trên tường minh chứng cho thấy rằng không phải ai cũng vượt qua những cái đoạn cua này đơn giản như vậy. Đó chính là sự bất tiện của những chiếc xe to và dài khi đi vào đường hẹp. Nhưng cũng may là có sự trợ giúp của cảm biến nên chúng ta đã qua một cách tương đối là an toàn. Đoạn đường lên thoát khỏi tòa nhà cũng không hề đơn giản. Wow. Đường hẹp, góc cua hẹp. Vâng, như vậy là chúng ta đã vừa thoát ra khỏi căn hầm của tòa nhà Lotte với chặng đường ngoằn nghèo, rất là nhỏ, rất là khó. Và thực sự là nếu như tôi sở hữu một chiếc xe bán tải thì không bao giờ tôi đi vào tòa nhà đó. Rất là khó chịu, tôi thà gửi xe ở ngoài còn hơn. Đi vào đó rất dễ va quệt vào tường, xước xe, hỏng xe, vân vân. Tất nhiên là với những chiếc xe được trang bị những cái cảm biến, những cái camera lùi, những chiếc xe Ranger này thì chúng ta đi vào đã dễ dàng hơn. Nhưng mà rõ ràng là với thân hình to và dài thì vào những cái chỗ quá hẹp như vậy cũng là một điều rất khó khăn, đặc biệt với những người mới lái. Vâng, như vậy là sau bài trải nghiệm xe bán tải đi trong nội đô thành phố ngày hôm nay thì chúng ta có thể nhận thấy rằng kể cả những ưu điểm, những nhược điểm thì rõ ràng một chiếc xe bán tải với đầy đủ những tính năng an toàn, những cái tiện ích dành cho người lái cũng như người ngồi hành khách ngồi trên xe thì hoàn toàn chúng ta có thể đi một chiếc xe bán tải trong nội đô thành phố một cách thư giãn và an toàn. Tất nhiên, hãy chọn cho mình những chiếc xe có đầy đủ tính năng. Đừng bỏ bớt những option nào cả. Nó sẽ làm cho bạn thoải mái hơn, yên tâm hơn và thư giãn hơn khi điều khiển xe bán tải trong nội đô thành phố. Còn bây giờ, chương trình Xe Hay đã đến giờ kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Xin chào.